Vâng, xin chào các bạn. Tớ sẽ thật ống mềm là một cái phương pháp mà không còn quá xa lạ đối với Việt Nam nữa. Nó là cái phương pháp mà rất là hiệu quả để xử lý những cái sỏi thận hoặc niệu quản ở 1/3 trên. Đây là cái phương pháp mà bác sĩ sẽ dùng một cái ống soi mềm đi hoàn toàn theo đường tiểu, hoàn toàn theo đường tự nhiên, lên can thiệp và tán vụn cái viên sỏi thành những cái mảnh nhỏ để bơm rửa sạch ra ngoài. Đó. Thì cái phương pháp tán sỏi ống mềm này thì nó ưu điểm vượt trội ở việc là nó không có vết mổ, đi hoàn toàn đường tự nhiên nên là nó giảm cái nguy cơ sang chấn, giảm đau, rồi nhanh hồi phục cũng như là bảo tồn được tối đa chức năng thận. Đó. Và cái phương pháp này thì cũng tỏ ra khá là an toàn. Tuy nhiên là cái chi phí khi thực hiện phương pháp này còn tương đối là cao do là chúng ta phải thuê cái ống soi mềm. Cái này thì bảo hiểm y tế không chi trả. Đó, nhưng mà nếu các bạn có bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi y tế thì có thể sẽ được hỗ trợ phần nào đó. Và đây là cái phương pháp mà có thể nói là rất là tốt để xử lý những cái sỏi cho bệnh nhân nếu như chúng ta chỉ định đúng. Vâng, xin cảm ơn.